Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga giành thêm đất ở Donetsk, ông Zelensky nêu 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến. Nga dùng chiến thuật phòng cung đạt nhiều lợi thế ở Donetsk. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nổi bật với tin Nga giành thêm đất ở Donetsk, gây thương vong lớn cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực ở Donetsk, nêu ra 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên khắp mặt trận, đặc biệt ở tỉnh Donetsk. Nga giành thêm 2 làng ở Donetsk, gây thương vong lớn cho Ukraine. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được 2 ngôi làng ở tỉnh Donetsk là Progres và Yevgenika, cách nhau vài km, trong khi lực lượng Nga tiến đánh thành phố Budrock theo hãng thông tấn TASS. Trước đó, hôm 27 tháng 7, Nga tuyên bố giành được làng Lozovaske gần đó, một trong số gần chục ngôi làng ở tỉnh Donetsk mà lực lượng Nga nói rằng đã giành được trong tháng này. Cũng trong bản cập nhật chiến sự ngày 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga còn thông tin tình hình hoạt động của các nhóm quân chiến đấu của Ukraine. Trong đó, nhóm tác chiến phía Tây và phía Nam của Nga gây ra nhiều thương vong cho Ukraine nhất. Cụ thể, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây cải thiện vị trí tiền tuyến và gây thương vong cho một số lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Tabakka và Kupian Vuzloyiv, tỉnh Kharkiv và Lyman, tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine ở gần làng Tasky, tỉnh Donetsk. Nhóm quân này khiến khoảng 540 lính Ukraine thương vong, phá hủy một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, 16 xe cơ giới, 8 kho đạn cũng như nhiều hệ thống pháo của Ukraine. Còn nhóm chiến đấu phía Nam cũng tiến đánh một số lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Kurakhov, Katenitska, Kostyanyivka, Serebiyanka và Vernay Kaimenskoy tại tỉnh Donetsk. Hậu quả là 560 lính Ukraine thương vong, một xe tăng, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 2 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo của Ukraine bị phá hủy. Ông Zelensky thừa nhận áp lực ở Donetsk, nêu 3 yếu tố để có hòa bình. Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky thừa nhận lực lượng Ukraine đang chịu áp lực lớn ở mặt trận Donetsk theo hãng tin AFP. Nhiều khu vực ở Donetsk vô cùng khó khăn và trục Vostok là nơi Nga mở nhiều cuộc tấn công nhất trong những tuần gần đây, và đây cũng là nơi chứng kiến nhiều cuộc tấn công dữ dội nhất của đối phương, ông Zelensky nói. Ông Zelensky cũng cho biết, trong tuần qua, Nga thả khoảng 700 quả bom dẫn đường và phóng hơn 100 máy bay không người lái, UAV Shahed trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nói rằng người dân Ukraine đang phải chịu đựng nỗi đau và sự kinh hoàng mỗi ngày, đồng thời kêu gọi các đối tác nước ngoài của Ukraine cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ người dân. Trong diễn biến liên quan, trả lời đài NHK của Nhật, ông Zelensky nêu ra 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine. Sự kiên nhẫn, ủng hộ và áp lực ngoại giao lên Nga là 3 yếu tố để kết thúc cuộc chiến một cách công bằng. Nếu Mỹ và các quốc gia châu Âu duy trì sự đoàn kết, sẽ có thêm áp lực lên Nga và cho Moscow thấy rằng không có cơ hội chiến thắng nào, ông Zelensky nói. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn trong khi Nga vẫn tiếp tục kiểm soát các khu vực thuộc lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng Kiev sẽ lập một kế hoạch hành động vì hòa bình vào cuối tháng 11 và bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết với các quốc gia có liên quan về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine cũng như các vấn đề khác. Lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào khu vực Donetsk phía đông Ukraine, hướng tới kiểm soát toàn thành phố Budrock. Các cuộc tấn công của Nga diễn ra khi Ukraine tiếp tục phải chịu cảnh thiếu hụt binh lính, cùng áp lực buộc phải đàm phán và nhượng bộ lãnh thổ nếu phe Cộng hòa tại Mỹ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến thuật của Nga. Oleksandr, 30 tuổi, chỉ huy tiểu đoàn của Lữ đoàn 47 của Ukraine, chiến đấu gần Ocheretyne, Donetsk, cho biết lực lượng nước này đang gặp khó khăn và rằng Donetsk ngày càng nằm trong tầm tay của Nga. Chiến lược này rất thông minh. Nga cố gắng tập trung sức mạnh của Ukraine theo một hướng rồi đánh lạc hướng họ theo hướng khác. Mục tiêu đầu tiên của họ là tiêu diệt chúng tôi. Mục tiêu thứ hai là đẩy chúng tôi ra để họ có thể thêm đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình và giành được nhiều lợi thế hơn từ chúng tôi. Họ gần như đã đến thời điểm chiếm được khu vực Donetsk, vị chỉ huy này nói. Theo Washington Post, Nga hiện đang tiến quân dọc theo một vòng cung gồm 3 điểm chính, Chasiv Yar, ngay phía tây thành phố Bakhmut, nơi Nga đã chiếm được vào mùa xuân năm 2023, thành phố công nghiệp Turets và ở vùng ngoại ô phía tây Ocheretyne, một ngôi làng trên vùng đất cao chiến lược bị Nga kiểm soát vào tháng 5 sau khi tiến về phía Tây Bắc từ Avdiivka. Trong khi giao tranh đang diễn ra dữ dội trên khắp các mặt trận, bao gồm tại tỉnh Kharkiv và ở một số điểm nóng dọc theo mặt trận phía Nam, việc Nga đẩy mạnh tấn công ở Donetsk cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của lực lượng nước này. Các chỉ huy Nga dường như đã học được từ những sai lầm trong quá khứ và hiện đang đạt được những thành quả ổn định. Tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trụ sở Washington, đã báo cáo rằng Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công cơ giới lớn của quân đội Nga gần Kostyanyivka, tỉnh Donetsk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 26 tháng 7 cũng tiết lộ tình hình nóng nhất vẫn ở gần Vostok, một thành phố chiến lược và trung tâm giao thông ở miền đông Ukraine. Đợt tấn công mới ở khu vực Donetsk cho thấy có sự thay đổi lớn hơn về kế hoạch tác chiến của Nga. Nga trước đây bất chấp thương vong, đổ quân vào những trận chiến kéo dài nhưng không mang lại hiệu quả. Các chỉ huy của Nga giờ đây đã học cách tấn công đồng thời, phối hợp, hỗ trợ tác chiến giữa các nhóm quân cũng như duy trì áp lực liên tục lên các nguồn lực của Ukraine, Carolina Hiss, một nhà phân tích tại ISW cho biết. Tuy nhiên, chuyên gia Hiss cho rằng Nga khó có thể thành công trong việc kiểm soát toàn bộ Donetsk dù đạt được những thành tựu tương đối đáng kể tại khu vực này. Nga chưa chứng minh được rằng họ có thể thực hiện hiệu quả các cuộc tiến công cơ giới và giành được những vùng lãnh thổ rộng lớn. Vì vậy, họ khó có thể chiếm toàn bộ Donetsk bằng vũ lực. Tuy vậy, một cuộc chiến dai dẳng tiêu hao sẽ có lợi hơn cho Moscow khi tinh thần của Ukraine suy yếu và sự ủng hộ của phương Tây trong tương lai bị nghi ngờ, bà Hiss nhận định. Áp lực của Ukraine. Các lực lượng của Ukraine đang cảm thấy rất áp lực khi chiến đấu dưới cái nắng oi bức của mùa hè, với nhiệt độ vào đầu tháng này vọt lên hơn 40 độ C ở một số khu vực ở mặt trận. Ngoài ra, tình trạng kiệt sức và cạn kiệt nguồn lực, bao gồm cả việc thiếu hụt nghiêm trọng quân đội, cũng gây ra nhiều bất lợi không nhỏ cho các nỗ lực phòng thủ của Kiev. Tình hình rất nguy kịch, đã có sự hỗn loạn nghiêm trọng ở nhiều mặt trận. Một trung sĩ Ukraine có biệt hiệu TASS nói với Washington Post, đồng thời trích các quyết định thiếu quyết đoán của các giới lãnh đạo quân sự Ukraine tại tiền tuyến. Mikhail, 46 tuổi, chỉ huy một khẩu đội súng cối Ukraine ở Krasnogorivka, tiết lộ hoạt động trinh sát gần đây cho thấy Nga đã thiết lập trạng thái phòng thủ xung quanh làng Ocheretyne và triển khai thêm đáng kể các nguồn lực, bao gồm quân lính và xe tăng ở gần khu vực này. Tuần trước, lực lượng Nga đã tiến được hơn 6 km về phía tây từ Ocheretyne, buộc một lữ đoàn số 47 Ukraine đang trấn giữ phòng tuyến ở khu vực đó, đóng tại làng Progres, phải rút lui để bảo toàn quân số. Thành tựu nhờ thay đổi chiến thuật. Một tâm điểm giao tranh khốc liệt khác là xung quanh thành phố Turets, nơi Nga đã đạt được những thắng lợi chiến thuật đáng kể. Các chỉ huy Ukraine và nhà phân tích quân sự cho biết, mục đích Nga tấn công Turets và thành phố New York gần đó là để gây áp lực lên các đơn vị bộ binh mệt mỏi của Kiev, nhằm tạo đột phá vào thành phố Kostyantynivka phía đông Ukraine. Một số lực lượng Nga cũng đang di chuyển về phía tây và phía bắc qua thị trấn Kurakhov ở Donetsk. Các chuyên gia cho rằng nếu Nga kiểm soát được Turets, Budrock và Kostyantynivka thì toàn bộ khu vực Donetsk sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều binh lính Ukraine cho biết lực lượng Nga dường như đang áp dụng cùng một chiến lược đã sử dụng để chiếm Avdiivka vào tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Tại đó, quân Nga bao vây quân Ukraine từ 3 phía, đồng thời làm họ kiệt sức bằng cách liên tục thả bom lượn từ trên cao. Nga hiện đã gia tăng sử dụng bom thả từ trên không, đặc biệt là bom lượn thời Liên Xô, ở xung quanh Chasiv Yar và New York. Điều này đã gây thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng đến tinh thần của lực lượng Ukraine trên chiến trường, khi một số quả bom lượn có thể phá hủy các cứ điểm bộ binh với hậu quả thảm khốc. Theo một số chỉ huy Ukraine, UAV cũng là một trong những thách thức chính trên chiến trường, với việc Nga đã tăng đáng kể khả năng gây nhiễu điện tử. Chúng tôi từng chiếm ưu thế và hiệu quả hơn về UAV, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa, Mikhail nói. Người Nga đang tấn công New York bằng bom hàng không và pháo binh để xóa sổ toàn bộ góc phố của thành phố, để họ có thể di chuyển quân vào. Serhiy, 29 tuổi, chỉ huy một đơn vị máy bay không người lái làm việc tại khu định cư New York, có biệt danh là Spy, cho hay. Anh cũng tiết lộ Kiev đang tái thiết kế UAV để thực hiện hoạt động ra phá bom mìn và các loại tấn công mới. Pasta, 34 tuổi, một chỉ huy đơn vị UAV thuộc lữ đoàn 105 của Ukraine, mô tả tình hình ở New York là thực sự khó khăn. Họ đang sử dụng New York để bảo vệ Toretsk. Tôi nghĩ rằng họ có cơ hội thực sự để bảo vệ thành phố này. Đó chỉ là vấn đề về nguồn lực và thời gian, Pasta chia sẻ. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và